Ở trên loa chuông thì chúng ta sẽ có 3 phím chức năng, đó là phím nút nhạc và phím trừ và cộng. Phím nút nhạc ở đây thì chúng ta có thể chỉnh được 36 bản nhạc chuông khác nhau. Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn dòng sản phẩm chuông cửa không dây nút bấm sử dụng pin với mã sản phẩm là HA16E. Với dòng sản phẩm chuông cửa không dây nút bấm sử dụng pin này với thiết kế khá là nhỏ gọn, có thể ứng dụng rộng rãi như trong gia đình, trường học và bệnh viện. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu chi tiết về sản phẩm. Như các bạn đã thấy, đây là vỏ hộp của sản phẩm chuông cửa không dây HA16E với thiết kế khá là nhỏ gọn. Mặt đằng trước thì sẽ có in hình của sản phẩm và có tem của nhà cung cấp. Mặt đằng sau thì sẽ có là hướng dẫn lắp đặt của sản phẩm. Sau đây thì chúng ta sẽ mở hộp sản phẩm ra xem bên trong gồm những gì. Bên trong của vỏ hộp sản phẩm thì chúng ta sẽ có một bộ chuông cửa không dây bao gồm một nút bấm và một loa chuông. Sẽ bao gồm cả miếng dán đi kèm, thì chúng ta sẽ có thể dán nút bấm ở ngoài hoặc là chúng ta có thể bắt vít. Sẽ có một bộ vít đi kèm ở đây, sẽ bao gồm cả một nút bấm và một loa chuông. Với thiết kế nút bấm khá là nhỏ gọn thì chúng ta có thể dễ dàng lắp đặt ở ngoài hoặc là chúng ta có thể cầm di chuyển ở trong nhà. Sau đây thì chúng ta sẽ đi test tính năng của sản phẩm và test âm thanh của sản phẩm. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ cắm loa chuông vào ổ điện 220. Khi cắm loa chuông vào ổ điện 220 thì chúng ta sẽ có thấy đèn báo ở trên loa chuông như thế này. Ở trên loa chuông thì chúng ta sẽ có 3 phím chức năng, đó là phím nút nhạc và phím trừ và cộng. Phím nút nhạc ở đây thì chúng ta có thể chỉnh được 36 bản nhạc chuông khác nhau. Phím cộng ở đây là chúng ta sẽ tăng được âm lượng, và phím trừ chúng ta sẽ giảm âm lượng của chuông. Và chuông cửa thì chúng ta sẽ có 3 mức âm lượng, thì chúng ta ấn tăng đây, nó sẽ là tăng dần đó. Khi mà chúng ta bấm chuông thì nút bấm sẽ kêu và có đèn sáng ở trong này. Như vậy mình vừa giới thiệu tới các bạn dòng sản phẩm chuông cửa không dây nút bấm sử dụng pin của Homatic. Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm mình sẽ để dưới link ở phần mô tả. Nếu các bạn có thắc mắc về sản phẩm, các bạn có thể liên hệ mình qua số hotline 1900 868663. Các bạn cảm thấy video này hữu ích, các bạn có thể ủng hộ mình bằng cách like và subscribe kênh để đón chờ những video mới nhất của Homatic.